Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Trung Bồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chủ đề rất là quan trọng, đặc biệt đối với những bạn đang chuẩn bị qua Đài Loan làm việc. Đó là chủ đề giới thiệu về bản thân. Đây là chủ đề mà bất cứ ai qua Đài Loan làm việc cũng phải tìm hiểu qua và học qua. Ít nhất là cũng có thể giới thiệu cơ bản nhất về bản thân mình để cho nhà tuyển dụng, cho những công ty họ nhận thấy mình, họ biết mình và họ có thể tuyển các bạn. Thì chúng ta cùng tìm hiểu về giới thiệu bản thân gồm có những vấn đề nào. Ví dụ như giới thiệu về tên, giới thiệu về tuổi hay là cân nặng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu dần dần từng vấn đề góc, từng vấn đề nhỏ. Sau đó các bạn sẽ có thể nắm được tất cả những kiến thức về những điều đó và các bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một cách hoàn thiện hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề thứ nhất, đó là về câu nói mở đầu. Trước khi giới thiệu thì các bạn phải biết được cái câu nào là câu mở đầu. Ví dụ, phần thứ nhất về câu nói mở đầu gồm có những từ mới như từ trưởng, đây là từ trưởng, các bạn nhớ nhé. Mình sẽ ghi cả âm bồi đây, mặc dù âm bồi không chuẩn nhưng mình sẽ viết. Cái này có, bạn có thể đọc là chỉnh, nhưng mà các bạn nên nhớ là có âm gió SC. Các bạn phát âm chuẩn các bạn sẽ nói là chỉnh, nhưng các bạn học bồi các bạn cũng có thể đọc là chỉnh. Các bạn có thể lấy giấy bút ra viết lại theo mình ạ. Các bạn ghi lại từ này, nếu các bạn chưa học phiên âm Latin, các bạn nào đã học được phiên âm Latin rồi thì các bạn viết lại từ này hoặc chữ Hán cũng được. Hoặc các bạn muốn học bồi, học cấp tốc thì các bạn chỉ ghi nguyên từ chỉnh có nghĩa là mời. Từ này hiểu nôm na là mời, hoặc là trong tiếng Việt mình là xin cái gì đấy, hoặc là rất là lịch sự, câu này rất hay dùng. Từ thứ hai là rằng, mình viết âm bồ cho các bạn đọc rằng luôn, có thanh bốn nhé. Rằng bạn, các bạn hiểu nó là để hoặc là nhượng bộ ai đó, nhượng hoặc để. Các bạn cứ tìm hiểu, tí nữa mình sẽ giới thiệu sâu hơn. Rằng là để, ví dụ để trước khi mình nói giới thiệu đúng không ạ, thì phải là nói là ví dụ như xin lão bản để tôi giới thiệu một chút, ví dụ câu đó. Nên là mình đang giới thiệu các bạn đến những từ mới liên quan đến từ đến câu nói đó. Rằng là để. Tiếp theo một từ cũng từ quan trọng nữa, đó là chữ chỉ. Chữ chỉ có nghĩa là tự mình, tự bản thân mình. Mình viết một chữ chỉ. Các bạn có thể viết bồi như sau. Chữ chỉ. Các bạn cảm giác có vẻ bồi thường không thể giống được nhưng cũng có thể sử dụng được đấy. Có nhiều từ cũng sử dụng được. Chữ chỉ nghĩa là tự mình. Từ tiếp theo là từ Chia sao nghĩa là giới thiệu. Nghĩa là giới thiệu. Từ tiếp theo các chúng ta tìm hiểu từ mới tiếp theo, đó là từ Yixia. Mình sẽ viết bồi cho các bạn. Yixia có thể là EA đi. EA được. Yixia. Các bạn nhớ thanh bốn này. Yixia. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu qua về một số từ mà sẽ là câu gọi là câu cửa miệng trước khi nói, ví dụ như từ trưởng, từ rằng, từ chữ chỉ, từ chia sao, từ ý xẹo. Và bây giờ chúng ta sẽ vào một câu cụ thể. Chúng ta ghép lại những từ trên. Ví dụ câu cụ thể như Chính nǐ zhì qǐ jiè shào yì xiè. Câu này nghĩa là gì ạ? Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân mình. Cái câu này thường là những người mà họ là người tuyển dụng, hoặc là những người mà, đúng rồi, chính là những người
những người đang tuyển dụng các bạn ấy, thì họ sẽ nói với các bạn là chính nỉ chỉ chưa sao ý xe, họ sẽ bảo là bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đi, hoặc là bạn đấy kiểu như thế. Mình sẽ viết lại âm bồ cho các bạn có thể viết theo. Chính nỉ chư chỉ chia sao ý xẹo. Các bạn có thể viết âm bồ như này. Được. Chính nỉ chư chỉ chia sao ý xẹo. Các bạn ngắt ra nhé. Chính nỉ từ này liền nhau này. Chư chỉ từ này liền nhau. Chia sao từ này liền nhau này. Ý xẹo. Chính nỉ chư chỉ chia sao ý xẹo. Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân mình. Cái câu này là cái câu mà nhà tuyển dụng sẽ nói đối với các bạn, mà nói đối với các bạn. Họ sẽ nói, họ sẽ bảo bạn là giới thiệu một chút, thì họ sẽ nói câu chính nỉ chư chỉ chia sao ý xẻ. Và bạn sẽ đáp lại câu nói này bằng một câu nói là chỉnh lão bản rang wo zhi ji jie shao yi xia. Chỉnh lão bản rang wo zhi ji jie shao yi xia. Hơi dài đúng không ạ? Thì có nghĩa là xin ông chủ, lão bản là ông chủ. Hoặc các bạn có thể thay từ lão bản là thành nín là cái người mà mình đang tôn trọng họ. Có thể là ông chủ, cũng có thể là người tuyển dụng, nhà tuyển dụng. Thì chúng ta có thể dùng từ nín này cũng được. Chính nín, rang wo zhi ji jie shao yi xia. Đấy, xin ông chủ, xin ngài cho tôi tự giới thiệu một chút. Đấy. Mình sẽ viết âm bồ ra cho các bạn cố gắng học nhé. Chỉnh lão bản là ông chủ, và cần nín là người chúng ta đang tôn trọng. Rằng của hay là của cũng được, của chữ chỉ chia sao ý xạ. Xin bút đỏ cho các bạn. Cái câu này có đối lại câu trên là các bạn, họ sẽ nói với các bạn là chính nỉ chư chỉ chưa sao ý xẻ. Mời bạn giới thiệu một chút về bản thân mình, thì mình sẽ đối lại là chính nỉ rằng của chư chỉ chưa sao ý xẻ. Xin ông cho tôi tự giới thiệu một chút. Như vậy là cái câu mở đầu, như vậy là chúng ta đã nói là cái câu mở đầu rồi đúng không ạ? Câu mở đầu trước khi giới thiệu, các bạn nhớ một số từ vựng như chỉnh, rằng, chữ chỉ, chia sẻ, ý xẻ một chút. Và mẫu câu, ví dụ mẫu câu như chính nỉ chữ chỉ chia sẻ ý xẻ, mời bạn giới thiệu một chút về bản thân mình. Và các bạn sẽ đối lại là chính nỉ rằng wo chữ chỉ chia sẻ ý xẻ. Xin ông chủ cho tôi giới thiệu một chút bản thân mình. Được rồi, chúng ta tiếp theo tìm hiểu về một, khi đã nói được câu mở đầu thì sẽ giới thiệu tiếp theo, đó chính là giới thiệu về tên. Cái này rất là quan trọng. Giới thiệu về tên thì chúng ta tìm một số từ mới nào thường dùng trong cái câu, mẫu câu mà giới thiệu về tên. Ví dụ như từ chèo nghĩa là gọi. Mình sẽ viết chèo. Biết nào nhỉ? Treo này. Có thể là treo này. Các bạn nhớ nhé. Nhưng mà các bạn đọc nặng hơn một chút vì nó là thanh 4. Kiểu treo nghĩa là gọi. Kiểu tôi gọi là gì đó thì... Thì tiếp theo là từ Sớm mơ. Hoặc là các bạn đọc là sớm mơ, hoặc là sớm mơ cũng được. Nhiều bạn thì nghe âm bồi kiểu đọc summer đấy. Các bạn rất là chuẩn, các bạn đọc là summer là cái gì, kiểu hiểu là cái gì summer đấy. Từ tiếp theo chúng ta cần học là từ miếng chữ, tên.
mính chữ 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 cũng được, không không nỗi đến là chữ chữ. Mính chữ nghĩa là tên. Từ tiếp theo chúng ta cần phải tìm hiểu đó là xiềng 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 xinh, viết là xinh đi, nó là xiềng. Nhưng mà trong tiếng Việt mình không có từ nào viết được nên mình viết là xinh nhá. Xiềng là họ. Một từ tiếp theo cũng như chính là từ quê sinh. Quê sinh của quê xiềng thường âm bồi thì sẽ bị mất một số âm, không thể là phát âm ra được, ví dụ như thanh bốn hoặc là một số từ yên yên. Quê xiềng, quê xiềng, em viết đọc âm bồi các bạn đó là quê sinh đúng không? Nhưng chuẩn hơn là quê xiềng, quý danh cũng nghĩa là họ. Đây là một số từ mới, nghĩa là chèo là gọi, shēme là gì, mính chữ nghĩa là tên, xiềng là họ, quê xiềng cũng nghĩa là họ. Chúng ta cùng vào mẫu câu cụ thể. Mẫu câu, nǐ jiào shěme mìng jì, nǐ jiào shěme mìng jì. Câu này rất là hay dùng, cho dù các bạn đang đi đâu hay làm gì thì các bạn cũng sẽ được người ta hỏi câu này rất là nhiều, có nghĩa là bạn tên là gì. Nǐ jiào shěme mìng jì, nǐ jiào shěme mìng jì. Mình viết bổ cho các bạn. Nǐ, nǐ jiào shěme mìng jì. Nǐ jiào shěme mìng jì, bạn tên là gì? Thì để trả lời câu hỏi thì các bạn đọc là wǒ jiào, đây này. Tôi là chấm 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 này là gì ạ? Là tên của các bạn đấy ạ. Wǒ jiào, wǒ jiào, yi yao yao yi, là jiào được mà yi, wǒ jiào, được. Nhiều khi mình không để ý cái âm bồi này nó khó lắm. Wǒ jiào, tôi là, các bạn đọc tên của mình nhá. Thì các bạn thì thường không học chữ Hán thì các bạn sẽ không thể biết được cái tên của mình dịch sang tiếng Trung đọc là gì. Thì các bạn nên hỏi thầy giáo, các bạn hỏi những người đang dạy các bạn ấy ở trung tâm ấy, thì các bạn nhờ các thầy cô giáo dịch cho. Hoặc các bạn cũng có thể comment, các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới cái video này. Nếu mà mình rảnh thì mình sẽ dịch tên cho các bạn. Của Chèo, ví dụ mình tên là Tá thì mình sẽ đọc là của Chèo A Tá, A Tá, tôi tên là Tá. Đấy, thế. Như vậy là chúng ta đã biết cái mẫu câu hỏi và tên, đó là nǐ jiào shěme mìng jì, wǒ jiào chấm chấm chấm, wǒ jiào chấm chấm chấm, là tôi gọi là cái gì đó, tên của mình ra nhé. Tiếp theo chúng ta, như vậy là chúng ta đã biết câu mở đầu cũng như cách hỏi về tên. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cách nói về tuổi, thì chúng ta tìm một số từ mới nói về tuổi như từ chín niên, chín niên, chín niên nghĩa là kim niên, à năm nay, chín niên này, niên này, chín niên này, hoặc là nén cũng được. Giống cái ông bồi này nó không có quy tắc, nó rất là khó. Mình sẽ viết đây cho các bạn biết theo. Chín niên, chín niên, niên, chín niên, năm nay. Đây là năm nay nhé. Tiếp theo cái từ bên dưới này là từ chỉ. Chỉ, chỉ có nghĩa là câu hỏi là bao nhiêu đấy, mấy, mấy, bao nhiêu, có bao nhiêu. Thì tiếp theo chúng ta cần học đó là từ tua ta, tua ta, tua ta. Tua ta nghĩa là cũng hỏi về tuổi nhưng một cách rất là lịch sự. Hỏi về bao nhiêu tuổi thì cũng có thể dùng với từ tua ta. Hỏi với người mà mình tôn trọng hơn hoặc lớn hơn tuổi mình thì mình có thể dùng từ tua ta này. Tua ta, thành 4.
Tuota hỏi về tuổi. Tiếp theo là một từ quan trọng nữa, đó là suy. Suy, suy nghĩa là tuổi. Như vậy chúng ta chỉ cần nhớ một vài từ hỏi về tuổi như chín nén, năm nay chỉ là nghĩa là bao nhiêu. Tuota cũng có hiểu nghĩa là bao nhiêu, nhưng lịch sự hơn. Suy là tuổi. Suy nghĩa là tuổi. Chúng ta cùng vào mẫu câu để chúng ta có thể đọc một cách suôn sẻ hơn. Câu hỏi đơn giản nhất mà hay dùng nhất đó chính là ní chỉ suy. Ní chỉ suy. Ní chỉ suy. Ní là bạn. Chỉ nghĩa là bao nhiêu. Suy là tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi. Rất dễ đúng không ạ? Mình viết âm bồ cho các bạn. Ní chỉ suy. Ní chỉ suy. Chữ suy là thêm 4 các bạn. Các bạn lưu ý. Ní chỉ suy. Bạn bao nhiêu tuổi. Hoặc cái câu hỏi cũng tương tự là bao nhiêu tuổi là ní chi nén tua tạ. Chỗ này mình ghi thiếu. Ní chi nén. Chi nén đó. Nǐ jīn niān duō dà le, là bạn năm nay bao nhiêu tuổi, anh năm nay bao nhiêu tuổi. Thì cái câu này cũng hay dùng này, các bạn nên biết qua. Cũng hay dùng á. Cái câu thông dụng nhất là nǐ chǐ suì rồi, nhưng cái câu này người ta cũng hỏi về tuổi này. Nǐ duō dà le, nǐ jīn niān duō dà le. Có khi người ta bỏ cái lược cái từ jīn niān này cũng được. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng mà họ sẽ chỉ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi thôi. Thì nǐ duō dà le. Mình viết công bố cho các bạn. Nỉ. Nỉ chín nén tua ta lơ. Nỉ chín nén tua ta lơ. Nỉ chín nén tua ta lơ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi. Như vậy các bạn chỉ cần nhớ hai mẫu câu này để các bạn có thể khi nghe được mẫu câu nào thì các bạn cũng sẽ hiểu họ đang ý người ta đang hỏi mình là bao nhiêu tuổi. Thì trả lời rất là dễ, các bạn sử dụng mẫu câu của ...xuôi của ...xuôi ...... này là số tuổi của các bạn. Ví dụ như của 26岁 của 26岁 là tôi 26 tuổi. Thì để nói được các chữ số này thì các bạn phải học vào một cái bài là cái bài về chữ số, các bạn đọc về chữ số đấy. Bài đấy thì mình chỉ có giới thiệu qua cho những bạn học tiếng Trung, còn về học tiếng Trung bồi về bài chữ số thì mình vẫn chưa giới thiệu đến cho các bạn. Nhưng các bạn cũng có thể, các bạn hiểu như thế. Mình sẽ cố gắng làm trong thời gian gần nhất về cách nói về các chữ số này. Thì ví dụ các bạn 30 tuổi thì các bạn đọc là san shú, và các bạn đọc 20 thì các bạn đọc là ơ shú. Tóm lại là mẫu câu của trả lời là của ...岁 là tôi bao nhiêu tuổi. Tôi 20 thì của 20岁 21 thì 20岁 rất là dễ đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã nhớ được về cách về hỏi về tuổi. Hỏi tuổi thì là câu hỏi của nó là ni chỉ suy hoặc là ni chi nian tuo ta le. Câu trả lời là của ...... bao nhiêu tuổi rồi. Suy. Cảm ơn. Tiếp theo chúng ta cùng nói về chiều cao. Câu hỏi về chiều cao, đã hỏi về tuổi thì sẽ hỏi về chiều cao. Đây là cũng câu hỏi mà thường các bạn sẽ phải giới thiệu, các bạn phải nói trong cái bài mà giới thiệu về bản thân, đúng không ạ? Chắc chắn là các bạn sẽ phải nói, vì là mình đang chuẩn bị đi lao động, xuất khẩu lao động thì họ sẽ yêu cầu về chiều cao cân nặng để họ xem. Chúng ta tìm hiểu một số từ mới nói về chiều cao này. Ví dụ như sân cao. Sân cao nghĩa là sân cao. Đây là âm bồi. Sân cao. Cao nghĩa là chiều cao. Sân cao là chiều cao.
Sân là dùng từ thân, sân nghĩa là thân, thân thể. Cao nghĩa chiều cao, là chiều cao của thân thể. Họ ghép lại là sân cao. Tiếp theo là Tua sảo. Câu hỏi này nghĩa là bao nhiêu. Bên dưới là mỹ nghĩa là mét. Dưới là công phân nghĩa là cm. Từ tiếp theo dẻo. Cái chữ này các bạn có thể đọc là đọc chuẩn, mình đọc thì nó thường nó là dẻo. Khi viết bồ thì các bạn có thể ghi là dẻo hoặc là dẻo, hoặc các bạn đọc nhanh là y kêu dẻo. Tóm lại như vậy, chúng ta linh hoạt, các bạn cố gắng nghe để có thể phát âm chuẩn hơn. Dẻo nghĩa là có. Tua cao là cái từ tua này có nghĩa là cũng giống cái từ tua xảo này lắm, nó ý là hỏi về cái gì đó, chiều cao bao nhiêu họ sẽ bỏ, họ tắt đi là tua cao. Cao là chiều cao, tua là cái câu hỏi, tua cao là cao bao nhiêu, câu hỏi ngắn gọn đấy, tua cao. Cao bao nhiêu? Đây là một số từ mới các bạn. Đọc lại cùng mình ạ. Sân cao là chiều cao. Tua xảo là bao nhiêu? Mỹ là mét. Công phân là cm. Dẻo là có. Tua cao là cao bao nhiêu? Chúng ta cùng tìm hiểu về những mẫu câu. Chúng ta cùng vào mẫu câu cụ thể. Thì để hỏi về chiều cao thì chúng ta có 3 cách để chúng ta hỏi. Như câu hỏi thứ nhất thì chúng ta có thể Nǐ shēn gāo duō shǎo. Nǐ là bạn, shēn gāo là chiều cao, duō shǎo là bao nhiêu, bạn, chiều cao của bạn là bao nhiêu. Nǐ shēn gāo duō shǎo. Đây ạ. Mình sẽ viết âm bồi cho các bạn. Nỉ sân cao tua xảo. Đây là câu hỏi thông dụng nhất để hỏi về chiều cao. Nỉ sân cao tua xảo. Bạn cao bao nhiêu? Cũng có thể người ta hỏi câu hỏi là Nǐ chǐ gōng fēn. Như lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu chữ chỉ này cũng có nghĩa là bao nhiêu đấy. Thì là lý chỉ công phân là cm. Thì lý chỉ công phân là bạn cao bao nhiêu, hoặc của bạn bao nhiêu cm, kiểu như thế. Lý dẻo tua cao, cái này cũng là câu hỏi. Lý dẻo tua cao, chiều cao bạn bao nhiêu. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đây là những câu hỏi về chiều cao. Tóm lại là các bạn nhớ lý sân cao tua xảo, lý chỉ công phân, lý dẻo tua cao. Tất cả những câu này đều hỏi về chiều cao của các bạn. Thì trả lời thì các bạn sẽ đọc là của sân cao. Cái này mình chưa ghi ấy à. Mình sẽ cái này mình vẫn chưa ghi phim Latin mà công bố cho các bạn. Của sân cao, của sân cao chấm chấm chấm, rồi bắt đầu dưới là công phân như trời lạnh. Của sân cao chấm 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 công phân chấm 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 này là các bạn nói về cái bao nhiêu cm ấy. Ví dụ như là ở đây là 170 này này, 170, cái này là 170.
170 cm. Y phải chi xứ. Như vậy là đến đây thì các bạn thấy cái cách đọc các chữ số rất là quan trọng đúng không ạ? Bởi vì các chữ số nó liên quan rất nhiều. Để nói được những cái này thì các bạn cũng phải đọc được các chữ số. Ví dụ các bạn cao 1m60 thì các bạn đọc là 我身高一百六十公分, là 160 cm. Và 155 cm thì các bạn đọc là 我身高一百五十五公分, 155 cm. Đấy, một trong. Ngoài cách nói là số cm thì các bạn cũng có thể đọc là đọc kiểu dạng 1m5 ấy, 1m5 mấy thì ạ. 1m thì y mỉ 65 phân, kiểu như thế. Ví dụ chỗ này mình có thể thay là đọc là chỗ này là y phải chi xứ công phân là 170 cm, thì mình có thể đọc là y mỉ chi xứ phân. Chi xứ công phân. Có thể đọc là y mỉ chi xứ công phân là 1m70 phân, hoặc là y phải chi xứ công phân là 170 cm, đều được. Các bạn có thể sử dụng theo hai cách trả lời. Tóm lại các bạn, về mẫu câu về hỏi chiều cao thì các bạn nên nhớ một số từ mới như sân cao là chiều cao, tua sảo là bao nhiêu, mỉ là mét, công phân là cm, dậu là có, tua cao là cao bao nhiêu. Mẫu câu chính của nó là nỉ sân cao tua sảo, hoặc là nỉ chỉ công phân, hoặc là nỉ dậu tua cao. Thì đây là những câu hỏi. Về câu trả lời các bạn đọc là của sân cao, nói ra cái số phân của mình. Rồi đến công phân của sân cao ... công phân. Chiều cao của tôi là 170 bao nhiêu. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua về một số từ và cách nói về chiều cao. Chúng ta cùng tìm hiểu cách nói về cân nặng. Cân nặng thì có những từ mới như thể trọng là thể trọng, nghĩa là cân nặng. Thể trọng không bôi này. Thể trọng gọi là công trình cân, công trình. Công chin là cân, là kg. Các bạn nhớ nhé, phải đọc là từ cung này. Cung chin nó mới là cân kg, còn nguyên là chin thôi thì một chin ở bên Đài Loan nó sẽ không đủ được một cân như bên Việt Nam mình đâu. Tầm khoảng 5 lạng hay 6 lạng. Thì tua chung là nặng bao nhiêu. Như vậy chúng ta lại nhìn thấy cái chữ tua này nó rất là hữu, rất là hay dùng này. Tua này nghĩa là bao nhiêu này, tua chung là cao bao nhiêu, tua chung nặng bao nhiêu. Đấy, chúng ta sẽ là cái mẫu, đây là mẫu câu hỏi về cân nặng như ní thì chung tua sảo, ní thì chung tua sảo. Hoặc người ta cũng thể hỏi là Ní chỉ công chin. Ní thỉ trung, thỉ trung là thể trọng, là cân nặng. Tua sảo là bao nhiêu? Ní thỉ trung tua sảo nghĩa là bạn cân nặng bao nhiêu. Hoặc có thể hỏi là cùng một nghĩa nhưng có nhiều câu hỏi nhé. Ní chỉ công chin, ní là bạn, chỉ là bao nhiêu, là mấy. Công chin là kg, bạn mấy kg, bạn bao nhiêu kg. Câu hỏi ngắn hơn đúng không ạ? Hoặc tiếp theo cũng là câu hỏi tiếp theo là
Ní dậu tua chung, ní dậu tua chung, ní dậu tua chung. Là ní dậu là bạn có, tua là bao nhiêu, tua chung là bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Thì bạn có cân nặng là bao nhiêu. Tất cả những câu này đều có ý nghĩa là cân nặng của bạn là bao nhiêu. Mình viết âm bổ cho các bạn dễ theo dõi. Đầu tiên là ní thì chung tua sảo, hoặc là ní chỉ cung chin, hoặc là ní dậu 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 tua chung. Cả ba câu này đều cùng một nghĩa. Cân nặng của bạn là bao nhiêu? Thì khi trả lời các bạn nói là của thì chung, của thì chung chấm 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 công chin là của thì chung, là của là tôi, thì chung là cân nặng, của thì chung là cân nặng của tôi. Bao nhiêu công chin là bao nhiêu kg? Của thì chung ví dụ như các bạn 60 kg chẳng hạn thì đọc là gì ạ? 60 thì đọc là 60 công chín, 60 công chín,